nó một một như thì xuống như thế này. Tôi đổ cái con nó có nhiều hay. Đúng rồi nha, trung lông này. Hòn chắc, phải nhớ tao nói hòn chắc. Đúng rồi, cũng cao đây. Rồi, cho tổ. Cầm cầm. Cầm em này. Từ từ nữa. Được rồi, hết rồi. Bên em không zoom được à? Nói lao vô coi đi, em đang quay trực tiếp cho lao á. Điện thoại bị quay mờ lắm. Mờ. Chưa. Vẫn coi tường thuật chi? Không coi trực tiếp à? Thường vườn quay đâu. Thường lòng quá nhá. Ờ, Tuấn tùm không phải em tùm không? Hai à? Chờ cái đó. Hai cơ. Đủ má Sài Gòn. Một. Một hai luôn. Anh lấy hết cu à. Toàn ba không đến đất đây. Ba con nằm chỗ luôn. Một hai bảy. Lên chìm tay rồi. Con bảy. Rồi rồi. Lao đi mối anh. Lao đi mối hiểu đông đọc nhớ. Hiểu. Hiểu à? Thế rồi. Hiểu đông đọc à? Thế rồi. Mấy thằng chi chim nha. Chà, người này toàn mặc đồ đẹp thôi. Bây giờ sẽ vào sắp xếp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gì chưa? Nước à? Cống chát vàng luôn à? Vàng luôn. Chà, hồi nào cho em photo cái cổng đi cảnh nhá. Photo lên để về tréo con nha. Cổng tung kết mà có nó không tôi mà không phải bắt đâu. Lâm Ly đâu có vô. Khi mà các chủ chim sẽ đứng vào trước lồng chim của mình và chúng ta bắt tay nhau thể hiện là tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng cân. Chim là chúc mừng các ngày hai bốn sáu tám chín nữa. Này này chồng 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 đang coi con nhiêu. Có nhiều năm ung bố lại quay cho hiểu cái không? Xin mời người dân vào xe ô lồng chim của mình lên và quay cửa cầu đúng theo ý muốn của mình, quay cầu đúng theo ý muốn của mình. Sau đó ban giám sát của chúng tôi sẽ sắp xếp lại toàn bộ lồng chim trên đài, thanh treo chim lên trên đài và quay cửa cầu đúng theo ý thích của mình. Em loài rồi. Thanh cứ quay lồng theo ý của mình.
anh quay tàu là phải có ý của mình. Và ta lựa chọn sở thích thi đấu của anh chị như thế nào? Các anh thích cầu như thế nào thì các anh xoay. 101 Long anh ơi. Xin mời các giám khảo chúng ta trở vào vị trí để tiếp tục giám khảo số 10. Đang từ câu à? Không, chưa mà vừa đâu. Thuốc vô. Cái gì vậy thuốc? Chúng ta có 30 giây để ổn định đàn chim. 30 giây ổn định đàn chim bắt đầu. Chim nhà kẹp nhau rồi lời ơi. Các đời gặp nhau không hả? Không gặp nhau nó. Một con chín mà ché là gà to này. Thời gian ổn định chim kết thúc. Thời gian chấm chim cốc 10 bắt đầu. Ở vòng đấu này chúng tôi tiếp tục so sánh chim với những chú chim xung quanh. Anh em nghệ nhân lưu ý chim 141 đang rất yếu. Nghệ nhân và đang lưu ý 141 đang yếu như thế nào? Đó, thế rồi. Chim 141. Chúng tôi nhắc nhở anh em nghệ nhân ai có chim 141 và 141 lưu ý. Anh em tập nhau à? Bắt đầu. Càng chế càng hay lo gì? Chim 141 và 111 dừng cuộc chơi. Không hai không được rút qua khỏe rồi đó. Đúng rồi, mới đi chơi hay thì cứ nước đông trong rồi. Hôm nay 10 vào trong 69 rồi. Kêu đẹp quá luôn. Mười giây có đổi mình làm chim bắt đầu. Vòng đầu tiên chú chim 109 đang dẫn phong cách. Lần đầu tiên của top 10 chim 109 đang dẫn phong cách. 10 giây ở định giá chim kết thúc. Thời gian chấm chim top 10 bắt đầu. Nhất nhở chú chim cũng không hay lắm về thái độ thi đấu. Nhắc nhở chú chim số danh 146. Chúng tôi nhắc nhở về thái độ để cho anh em nắm được tình hình chơi của chim mình chứ không phải nhắc nhở là hại chim hay. Nhắc nhở thái độ thi đấu của chim 085. Lời phản đối rất là ngời. Con đầu. Hai bỏ nó thế tí là đánh tiếp.